Hello các bạn và hiện tại hello mọi người, và hiện tại thì mình đang đứng ở Head Factory số 34A Trần Quốc Toản. Thì ngày hôm nay như các bạn đã đọc ở thái title cái video này rồi, là mình sẽ dẫn các bạn đi mua một đôi Jordan. Ngày hôm qua thì bây giờ chúng mình cùng vào trong xem đi. Thì mình có đi cái party của Benjamin ấy, thì mình thấy là rất là nhiều người mang cái đôi Jordan, và mình tự hỏi tại sao trong đầu mình là tại sao cái tủ đồ của nhà mình ấy lại không hề có một cái đôi Jordan nào cả. Chính vậy ngày hôm nay mình xem qua trên fanpage của Head Factory ấy, thì có một cái đôi Jordan mà mình khá là thích, và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua cái chỗ này. Sau đó thì mình sẽ vào ngay bên trong kia, bởi vì là mình đang khá là nóng lòng có thể thấy được cái đôi ấy rồi. Thì ở đây sẽ là một cái, ở bên mình là bán những cái đồ kiểu như là Hibis. Bên anh bán Hibis này có những cái dòng giày như là Jordan rất là nhiều. Nike thì em có thể tham quan cái gian bên trong ấy. Thì cái đôi mà em đang thích là đôi Style Bomb đúng không? Đúng rồi anh ơi. Đôi đấy thì sẽ ở bên trong nhà nhé. Ok, bây giờ mình bảo các bạn sẽ vào bên trong luôn, bởi vì là em thấy ở đây không bày nhiều giày quá, là có cả gian trong nữa. Đây rồi. Hello anh. Ô, anh Andy. Hello. Anh qua qua đây kìa. Qua qua áo bếp. Áo bếp này á? Đúng rồi. Để lại mua thêm một vài cái áo nữa. Ồ. Nhưng mà thực sự thì mang không đủ tiền để lấy cái áo này thôi. Cái vlog hôm trước anh vừa đi mua 65 triệu mà đúng không? Mua thế. Không được anh. Đồ. Ôi trời ơi. Giàu thế. Thì đó, bình thường thôi. Căng. Lấy tiền mua là mua 2 lít mà. Đây, và cái đôi giày mà mình thích ngày hôm nay đây, đó là đôi Star Ebon. Jordan 1 Star Ebon. Cái đó là em có online em thấy em qua đây đúng không? Đúng rồi, em xem ở trên page đấy. Mua đó đi, anh mua đó, cái đó là cái giày đẹp đúng không? Thật à? Đây với cả nó có nhất là nhiều cái đặc biệt của cái đôi này. Đôi này nó có mang một cái câu chuyện của cái hình thành được ra cho đôi này. Thì nhận được cái này, cái suốt này màu là của màu cái tờ báo, là lần đầu tiên cái tờ báo thể thao ý đưa tên Michael Jordan vào trong kiểu giới thiệu đến ấy, đúng vào năm 1984 tháng 10, ngày 10 tháng 12 năm 1984 đó. Cái đôi này có tên là A Star Is Born, có nghĩa là ngôi sao vừa mới đẻ. Vô đây coi, nó sẽ có hai cái phần đặc biệt mà những đôi Jordan 1 khác không có. Đây, A Star Is Born, các bạn có thấy không? Đây, có cái đầy cái năm luôn, tờ báo đầu tiên nè. Đây là cái đôi này á, cái năm này là trước khi cái đôi Jordan 1 Chicago ra. Chicago ra năm 1985. Không. Nó là lấy cái ngày của cái tờ báo phát hành. Biết rồi, ý nói là lúc này á, cái tờ báo phát hành này á là chưa có đôi Chicago. Đúng rồi, chưa có Chicago. Chưa rồi 1985. Đó. Đây là cái màu của tờ báo này. Đúng rồi. Đó. Thực ra về cái Jordan này không nếu như là, nếu như em không nhầm là thường đối với những đôi Jordan là đều mang theo một cái lịch sử thuộc thử của nó đúng không? Đôi đều có câu chuyện riêng. Được đấy nhỉ? Đó. Được, đôi này mình cầm trên tay thấy khá là thích, em thấy cái phần da này của nó ấy khá là mềm. Khá là mềm đúng rồi, là da là chất liệu cao cấp. Có những đôi thì da là chất liệu bình thường hơn. Đúng rồi, đôi này nó không bằng này, hơi bình thường thật. Đó, các bạn thấy nha, đôi này nó hơi nó cảm giác như nó không được mềm như cái đôi này. Yeah. Giờ thì chắc là mình sẽ thử luôn anh ấy cho em. Thế anh lấy cho em hai đôi size 10. Hôm qua em nhắn page thì thấy bảo còn size 10. Ok, cho em thử luôn đôi này size 10 đi. Đây. Cái đôi này là cái đôi men đúng không? Đúng rồi, đôi này sao đủ mắt, cái đôi này nó đủ mắt, nó nhẹ dữ vậy. Đôi này là collab với cả 24 karat, một cái brand của bên Nhật Bản. Đó. Đôi nhẹ thật. Đó là ơi, đồ collab luôn. Mình nghĩ là cái đôi mà Nike Flyknit của mình là nhẹ nhất rồi, nhưng mà ít khi mà không, nhưng mà mình cầm đôi này mình thấy nhẹ thật. Mà đôi này nó chỉ được phát hành giới hạn ở store 24 karat ở bên Nhật, ở Tokyo thôi, không phát hành ở store khác. Đó. Đôi này đẹp nha. Đôi này đẹp và nhẹ nha. Nhẹ thật nha. Đôi này bao nhiêu ạ? Mua. Đặt mua quầy size size anh luôn hả? Size
Ok, bây giờ thì chắc là mình sẽ thử. Đôi này hiện tại mình đang bán là bao nhiêu? Mình đang bán là 7,5 ạ. Mình đang bán là 1 tí. Đó là ổn. Ok. Đủ. Trông lên chân đẹp ghê ta. Chưa đâu, em còn chưa thấy gì đâu. Lát hồi á, em đổi cái cục dây vô. Cục dây hả? Mà bữa anh cắt là lô lô. Ui dồi, ui. Với lại đôi dây đời này nó có hai kiểu buộc dây, một kiểu thả free ride, mình không buộc nữa. Thế thì cũng khá là đẹp. Đây sẽ buộc theo kiểu truyền thống basic của nó. Trước giờ em chưa đi Jordan bao giờ cả. Ngày trước ý, mốt Jordan là do là mấy cái giày bóng rổ. Đúng rồi, bóng rổ. Nhưng mà bây giờ lại thành trend này. Những cái đôi easy các thứ ngày xưa thì thật sự là Jordan lúc nào nó cũng là trend á. Các em mọi người có thể thấy không? Là mình đang đi đôi Jordan 1 Style Bon. Màu đẹp phết. Thực ra ấy là có khá là nhiều những cái mẫu khác ở đây. Có rất là nhiều màu từ bản low, bản high, bản mid. Nhưng mà mình lại thấy là cái đôi này là cái màu của nó có thể khá là phù hợp với cả những cái bộ outfit của mình. Thì cái màu của nó bao gồm là màu đỏ, màu xanh là cây và màu đen. Thì cái màu, mấy cái màu này, mấy cái màu của nó trung tính, mình có thể mặc được với khá là nhiều các loại outfit khác nhau. Khá là ok đấy. Ok. Mà đôi này em thấy nó khá là nhẹ nhở. Cũng on fit khá là thoải mái. Trong cái dòng Jordan 1 là thằng này tôi nói nặng rồi đó. Đúng. Em nói về đứa cái thằng nhẹ này. Bởi vì là em chưa đi cái đôi Jordan 1 rồi. Em nói là nhẹ này, phải nói cái thằng này. Không phải, tại cái này size bự. Mà không, mà size bự mình như thế cũng nhẹ hơn cả cái đôi này. Không. Cái đôi này á là cái da mang thời gian á, nó nhăn lại má đẹp kỳ má. Đôi này với lại nhìn kỹ á, không biết camera thấy không? Là đấy. Cái màu dưới đá là cái màu off-white, cái màu sale sữa sữa. Đúng rồi. Màu sữa. Nó không phải là trắng. Nó đôi cũng màu hơi sữa sữa mà đúng không? Cũng không có đúng rồi, đôi này là cũng cái đế cũng màu vàng vàng luôn à. Được đấy. Màu vàng nhẹ. Được, thế chắc rồi. Bây giờ mình sẽ thay dây cho bạn nhá. Ok, thay dây thử đi để em xem. Thay cho bạn một màu đỏ, một màu xanh, một bên nhá. Rồi ok, thay thử cho em đi bởi vì là bạn là beginner mà muốn mua đôi chân một ngon và giá tốt. Chính nó da tuyệt vời siêu. Option. Một trong những đôi mà bán rất là nhiều trên thị trường Việt Nam ngày hôm nay. Đôi này ngon, ngon hơn đôi này phải lộn. Nhưng mà tùy người thích cái colorway thôi. Đúng rồi. Màu này thì lại là biểu tượng cho cái trường đại học của UNC. À. Không, cái này chưa mang mà nó đã nhăn nhăn nó đã. Đó. Nhưng mà cái đôi này của em mà mang nhiều thì nó cũng sẽ mềm ra đúng không? Đúng rồi. Da mà. Bây giờ mình sẽ thay cho bạn. Ok, thay thử em dây đi. Đây anh mình tôi thì support Thảo anh. Mình sẽ nhờ hai anh survive ở đây, service ở đây để thay cho mình cái đôi dây giày một bên màu đỏ. Anh thay cho em cái kiểu mà đi kiểu free ấy, kiểu không cần buộc dây ấy. Đâu, thực ra bây giờ ra ngoài đường là thấy Jordan nhiều rồi. Ngày hôm qua đi party thế, ai cũng mang Jordan. Thế về ghen tị mặc dù nhà mình nhiều giày nhưng mình chưa có một đôi Jordan nào cả. Rồi, em thấy là cái màu cũng dễ, mà thực ra cái đôi này. Cái đôi này. Má này ngon như chó luôn. Đôi này là bộ má mà em cái đôi đầu tiên anh em mua cái đôi này nó ý nghĩa cái tên thầy soi spawn cái bắt đầu mọi thứ á. Mình mua đôi giày bắt đầu mọi thứ thì mình có thể bắt đầu một cái collection Jordan. Chính xác. Trong cái lúc mà mình chờ mấy anh ấy hỏi dây giày ấy, thì mình thấy đây có khá là nhiều áo. Bên mình có cả bán những cái mẫu bếp limited có không anh? Có, mình có bán những mẫu bếp em xem này.
bếp có bếp MCM à? Đúng không? Collab gọi là đình đám đấy. Em được chiếc thích áo đấy quá mà giá nó cao. Đây để mình cho mọi người xem qua mấy cái mẫu áo bếp. Mọi người có thích thì hãy có thể đến đây cop. Bếp nè. Áo bếp MCM có ở đây không anh? Màu trắng hả? Ok. Nè. Đẹp chưa? Nó gọi là đẳng cấp. Những cái phần họa tiết này của nó ấy, là được làm bằng đính bằng những cái viên đá hột xoàn này kia ấy, chứ không phải là y đâu. Mình hôm nay mình nhìn tận mắt mình mới thấy là nó đẹp. Logo bếp MCM collab. Ở đây có một cái ba lô này. Cái ba lô chất không? Ba lô hiện tại mình đang bán giá bao nhiêu anh? Đù, ba lô này giá 39 củ các bạn ạ. Một cái con số mà cao cho một chiếc ba lô. Nhưng mà thường thường ấy là những cái thương hiệu MCM, những cái ba lô của nó đã cao rồi. Đây là size M đúng không nhỉ? Đây, cái này size M. Bình thường những cái ba lô của em xem ấy, nó rơi vào khoảng tầm 20 triệu cho một cái rồi. Đây có những cả đôi Easy. Easy giờ lỗi thời rồi. Nhưng mà thực ra ai thích mua thì vẫn có thể mua được đôi Easy. Thực ra cái dáng đi Easy thì khá là êm. Đi Easy thì khá là êm bởi vì là cái đế của nó ấy là bằng đế Boost. Đây là một cái đôi Off-Octan đúng không anh? Đúng rồi, Off-Octan. Đây là Monroc. Đây Monroc không có tơ tờ đớp à? Đắt đúng không? Đắt đúng không? Convert. Ô, đây đồ Convert thì anh? Đôi là Convert collab với cả Miss Studio. Miss Studio. Nó có cái tên trên giày đấy em. Thực ra có rất là nhiều những loại giày mà mình không ai biết, mình không thấy, mình thấy khá là ít những cái collab, ít đúng không anh? Đấy, cái đôi Midnight Studio là collab đấy. Midnight Studio là đồ này là collab các bạn. Đôi Convert này nhìn qua thì thấy nó khá là giống những cái đôi của Field God đấy. Những đôi Nike và cả Field God, đôi mà đế E. Trời, các bạn biết đôi này đôi gì không? Đôi Ultra Boost mà 3.0 nhỉ anh nhỉ? Đôi này đôi 3.0 đúng không? Đúng rồi, đôi này là đôi 3.0. Đôi này đôi 3.0 mà giá phải 7-8 triệu. Bây giờ giá rất là rẻ, nó chỉ có 3.8 thôi. Ôi, bây giờ lại xuống giá, đợt trước đôi này á. Đôi này là nó làm để nhân đúng cái sự kiện Olympic ấy. À. Đấy, đây là huy chương vàng này, Gold Medal. Là huy chương vàng. Đó. Trước cái đôi này mình tớ không được mà nó hype lên khá là cao. Nó lên tầm 8 triệu. 8 triệu bởi vì là cái đế nó bằng vàng mà nhiều người thích. Ở đây có rất là nhiều đôi Jordan này. Các bạn có thể thấy ở đây không? Thực ra mấy đôi này mình không biết tên một đôi nào hết. Mình chắc chắn với các bạn ấy luôn. Mình không hề biết tên một đôi Jordan nào hết cả. Bởi vì mình không phải là một người đi Jordan. Chỉ là mình thấy mọi người đi nhiều thì mình mua về đi cho đỡ buồn thôi. Đây là đôi Nike. Đôi này đôi Paranoid này, đôi này nhà mình có một đôi Air Force One. Đôi này đôi của GD, đôi này đôi Travis Scott bản low. Đôi này bản 2 cao không anh? Bản 2 bây giờ nó rơi vào tầm 4-50 triệu thì sao? 4-50 triệu cơ á, đôi này là bên anh đang bán ra bao nhiêu? Mình đang bán đôi low này là giá 26-28 triệu thì sao? Ủa ôi. Còn bản 2 thì nó sẽ đắt hơn. Đắt kìa. Cái này chắc mơ không dám mua mất. Travis Scott thiết kế rất là đẹp. Nhưng mà mình không khoái mấy cái đôi Jordan mà đi bản lâu cho lắm. Không biết là các bạn như nào nhưng mà mình ấy, thường là mình nếu như mà mình mà mua Jordan ấy là thường là mình sẽ mua cái bản cao cổ. Bởi vì là cái bản nó ba Jordan chia ra làm 3 bản. Mình tìm hiểu qua và chia ra làm 3 bản. Một bản là low, một bản là high, một bản là mid. Thì mình thấy là cái bản low này thì ok, bản mid thì nó hơi bị tầm giữa giữa. Để mình cho bạn xem qua đây xem đôi nào là đôi lâu nhá. Anh đôi nào đôi lâu ấy? Lâu là màu đỏ dưới, đó. À, đôi mid. Mid đây, mid màu trắng này. Đây. Đó. Ok. Để mình cho các bạn so sánh qua xem là giữa đôi lâu, đôi high và đôi mid nó khác nhau như thế nào. Đây. Các bạn có thể thấy ở đây không? Đây. Đây là đôi mid này. Đó, đây là đôi bản mid. Còn đây là đôi bản lâu và để mình sẽ lấy thêm một đôi high nữa. Đây.
thử đôi này đi. Đây là ba bản low, high và mid. Thì các bạn ơi, các bạn thấy đôi nào đẹp nhất? Mình nhìn thấy cái bản đây là, cũng là hai đúng không? Đúng rồi. Mình thì thấy cái bản high với cả bản mid nó cũng chả khác nhau nhiều đâu. Về cái độ cao thì nó chỉ khác nhau khoảng một ít thôi, một chút, không quá là nhiều. Nhưng mà còn giữa bản low và bản high thì chỉ khác nhau rất nhiều. Thì mình thì sẽ mua đôi bản high bởi vì là mình không thích đi Jordan mà bản low cho lắm. Nhưng mà bản low ấy, mình lại có một đôi Jordan bản low mà mình rất là thích, đó chính là đôi Jordan 1 low Paris. Đây này, ở đây có một cái đôi low gần giống như thế đúng không anh? Đây nó, đây là đôi on white. Còn bình thường đôi Paris ấy, còn bình thường là cái đôi Paris thì là nó sẽ lấy những cái phối màu của cái trời ở bên Pháp, là màu xám, màu kiểu màu xanh min, nhìn màu khá là nịnh mắt. Nhưng mà mình thấy review bảo là đôi đấy màu hơi nhạt thì phải. Ngoài ra ở đây có khá là nhiều những cái mẫu Jordan low khác, các bản, các màu. Các bạn có thể xem qua ở đây. Ôi, ở đây có tận 2 đôi Travis Scott à? Đúng rồi, có 2 size. 2 size chất tà. Đây là đôi Easy, các bản Easy từ V1, V2 này. Đôi Beluga này. Đôi này bên mình là coi bao nhiêu anh? Đôi là con 9. Con 9 mà nhìn mới nhở? Đi bên Nhật thì rất là sạch, nó chỉ có mòn đế thôi. Nhưng mà đế này thì cũng chưa mòn, đôi này chưa giả sâu đúng không? Có chưa giả sâu. Đế cũng chưa mòn lắm. Ok, và bây giờ cái đôi Jordan 1 của mình đã xỏ cái giày xong. Đây, mình vừa nhờ anh này xỏ cho mình đôi giày. Các bạn có thể xem qua. Đây, và đây là đôi Jordan 1 Style Bond mà mình đã thay giày. Các bạn thấy nó đẹp không? Mình thấy nó cực kỳ là chất lượng. Theo như mình được biết mà mấy anh ở đây có chỉ cho mình ấy, là cái phần scoot này của nó này. Đây nó chỉ là bọc, à đây nó chỉ là thêu vải thôi. Còn bên trong các bạn, khi mà các bạn gọi là cắt nó ra ấy, nó sẽ là một cái tấm màu đỏ như này. Trông nhìn cực kỳ là chất lượng. Bản chất của nó là một cái scoot màu đỏ và nó được thêu lên những cái màu họa tiết của một cái tờ báo ở trong cái tên là Style Bond này, và lấy phối màu của nó khá là ok. Bây giờ mình sẽ đi lại một lần nữa, sau đó thì chắc chắn là mình sẽ cóp cái đôi này luôn. Mình sẽ cố gắng là sẽ ra và mình cố gắng là gọi là tạo cho mọi người những cái outfit nó chất lượng hơn về những cái đôi Jordan, để cho mọi người có thể lựa chọn thêm của mình về những cái đôi Jordan khi mà mọi người trước khi quyết định mua. Ủa, đẹp quá anh ạ. Đôi này màu nhìn trông bá cháy. Các bạn thấy chất không? Mình thấy quá là đẹp. Đồ đẹp đi ra dưới mắt. Anh quay em cả người. Anh xa xa đó, anh quay cả người. Và đây là mình đang đi đôi Style Bond Jordan 1 Style Bond. Mọi người thấy như nào? Mình thì thấy có vẻ như là khá là đẹp. Thôi được rồi, chắc là anh sẽ lấy cho em đôi này. Ok. Múc luôn lấy đôi này nhá. Và bây giờ thì mình sẽ chắc chắn rồi, mình sẽ lấy đôi này luôn. Mình sẽ thanh toán bằng thẻ. Đây anh ấy đang gọi là cất lại cho mình vào bên trong. Đây là hộp. Hộp này là hộp chuẩn của nó đúng không? Đúng mã mùng các thứ đúng không? Đúng rồi, chuẩn luôn. Mấy hộp Jordan này cố gắng. Ok. Đây là cái mã màu của nó đây. Mã màu à? Mã màu ok anh ơi. Đấy. Cố gắng chúng tôi lại sẽ cóp thêm những đôi Jordan 1 khác. Nhà đôi này mua khởi đầu mua đôi này là chuẩn rồi. Nhưng cái đôi 2 là cái phần lưỡi gà của nó sẽ có chữ Nike đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Em thấy anh Andy bảo thế. Đây. Đó này hầu như đều có Nike hết. Đó, đặc biệt như của đôi này bao nhiêu? Đôi Chicago thì nó khác. Đôi này là Nike SB, bởi vì ở cái phần lót ấy nó có thêm cái công nghệ có một cái túi e ở dưới để nó tăng cái trải nghiệm cho bàn chân khi chơi skate ấy. Chắc đôi đi êm lắm nhỉ? Ừ, đúng rồi, nó êm sẽ êm hơn đôi bình thường bởi vì cái lót này nó có một cái e ở bên trong. E nó giống như kiểu mấy cái đôi của Air Force 1 nhỉ? Đây cũng nó đây để e. Xem luôn cái e nó sẽ tự tương tự giống cái đôi SB này. Cái lót của nó sẽ giống. Đây nó sẽ có một cái e như này. À, đó rất là êm. E một cái túi khí. Đây là một cái túi khí các bạn ạ. Đó, đôi Nike SB này sẽ có như thế. Đẹp đấy. Nhìn dáng là do đồ ăn nhưng mà nó thêm công nghệ hay đấy của cái
Thế mấy cái đôi F1 này là cái túi khí của nó nằm ở trong cái đế như này đúng không, chứ không phải là ở lót? Đúng rồi ạ. Nó nằm ở trong luôn cái phần outsole này. Ok anh. Rồi, cho anh lấy em được cái đây. Nên là thanh toán bắt. Ok. Anh cho em lấy đôi này nha anh nhá. Mình lấy thẻ. Và có gì khi mà mình về nhà thì mình sẽ thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn về cái đôi Jordan 1 Saibon này. Còn bây giờ thì mình phải thanh toán đã, sau đó thì trở về nhà thôi. Cho anh xin số điện thoại nhé, để có anh làm tiếp điểm. 035. Được không? Thế em là cắm bằng cái đầu này. Không được à? Không thì để em banking cho được. Nếu như anh gọi anh không được thì ok. Mình thanh toán luôn, không phải là mình quảng cáo các thứ. Mọi người cứ yên tâm. Đấy. Mà nếu như mà các bạn nào có quan tâm đến những cái đồ 2 bit thì có thể đến với Head Factory tại 34A Trần Quốc Toản. Được không anh? Mình vừa thấy báo là cái chuyển khoản bị lỗi, chắc là mình sẽ banking luôn vào đây để cho nhanh. Thế anh cho em số tài khoản phát. Có Techcombank không? Ờ à, đem. Một 1903 2322 080018 Phạm Ngọc Việt đây à? Mình được discount một chút. Và chắc là anh ấy thích mình nha, mình discount thì một chút. Nhầm vừa nghi nhầm đây, mình sẽ chuyển 7.2 triệu vào tài khoản. Mọi người có thể thấy nhá. Mình bấm thực hiện. Mã này thì chắc là không sâu cho các bạn được. Ok. Đó, đã thanh toán. Đây là một cái vlog mà mình đi mua giày thật. Không về các bạn lại bảo mình là quảng cáo này kia, mình không quảng cáo nhá. Mình là toàn review thật, bỏ tiền ra mua đồ để review cho các bạn. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái video review chi tiết về cái đôi này.